Sáng nay, Bộ Quốc phòng đã tổ chức lễ tuyên dương thành tích đoàn thể thao quân đội tham gia Đại hội Thể thao Đông Nam Á SEA Games lần thứ 32. Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng chủ trì buổi lễ. Tham dự buổi lễ có các đồng chí: Đại tướng Lương Cường, Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam; Thượng tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng tham mưu trưởng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; các đồng chí lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Bộ Tổng tham mưu, Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam; lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ủy ban Olympic Quốc gia. SEA Games 32 diễn ra tại Campuchia từ ngày 29 tháng 4 đến ngày 17 tháng 5 năm 2023, với sự tham dự của 11 nước trong khu vực. Sau hơn 18 ngày tranh tài, đại hội đã kết thúc thành công tốt đẹp. Đoàn thể thao Việt Nam, trong đó có các huấn luyện viên, vận động viên của quân đội, đã xuất sắc giành vị trí thứ nhất toàn đoàn, vượt chỉ tiêu đề ra. Đây là lần đầu tiên Việt Nam đứng nhất toàn đoàn tại một kỳ SEA Games mà không phải là nước chủ nhà. Tại SEA Games năm nay, 61 vận động viên quân đội tham gia thi đấu 21 môn trong tổng số 37 môn, giành được 45 huy chương các loại, trong đó có 17 huy chương vàng, tập trung ở 9 môn thế mạnh gồm vật, bơi, lặn, judo, điền kinh, thể dục dụng cụ, karate, boxing, pencastilat. 10 huy chương bạc, 18 huy chương đồng, phá 2 kỷ lục SEA Games đều ở môn lặn, cùng nhiều vận động viên quân đội khác có trình độ chuyên môn tốt, nỗ lực, cố gắng thi đấu, đạt kết quả cao. Thay mặt Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Thượng tướng Nguyễn Tân Cương biểu dương và chúc mừng thành tích xuất sắc mà các huấn luyện viên, vận động viên quân đội đã đạt được tại SEA Games 32, mang vinh quang về cho Tổ quốc. Đồng chí Tổng tham mưu trưởng yêu cầu, trong thời gian tới, các cơ quan đơn vị chức năng cần nghiên cứu quy hoạch phát triển thể dục thể thao quân đội nói chung, trong đó có thể thao thành tích cao nói riêng, lên tầm cao mới. Trước mắt, tập trung mọi nguồn lực, chuẩn bị lực lượng tham gia Đại hội Thể thao Châu Á lần thứ 19 năm 2023 tại Trung Quốc, Thế vận hội mùa hè năm 2024 tại Pháp, SEA Games 33 tại Thái Lan năm 2025, Đại hội Thể thao Quân sự Quốc tế của khu vực, thế giới và các giải quốc tế khác, nỗ lực hoàn thành xuất sắc chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao. Rút ra bài học kinh nghiệm trong quản lý, tuyển chọn, đào tạo, huấn luyện, thi đấu, nuôi dưỡng, bảo đảm chế độ chính sách để thể thao thành tích cao quân đội phát triển cách vững chắc, toàn diện, đúng hướng, hiệu quả, đồng thời nghiêm túc quy hoạch phát triển sâu thể dục thể thao quân đội nói chung, trong đó có thể thao thành tích cao nói riêng. Với những thành tích xuất sắc của đoàn thể thao quân đội tại SEA Games 32, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã quyết định tặng thưởng bằng khen cho 13 tập thể đã có thành tích xuất sắc trong chỉ đạo, tổ chức huấn luyện và tham gia SEA Games 32. Tặng thưởng cho các vận động viên đạt huy chương và phá kỷ lục tại SEA Games 32. Tổng tham mưu trưởng tặng bằng khen cho 11 tập thể đã có thành tích xuất sắc trong tổ chức huấn luyện và tham gia SEA Games 32. Để đánh giá đúng thực chất kết quả huấn luyện chiến sĩ mới, từ đó có biện pháp nâng cao kết quả huấn luyện quân khu 2 đã tổ chức hội thao chiến sĩ mới năm 2023. Hội thao được tổ chức ở hai cụm, trong đó cụm 1 diễn ra hôm nay tại Trung đoàn 148, Sư đoàn 316, với sự tham gia của 7 đơn vị trực thuộc quân khu. Đây là hội thao chiến sĩ mới cấp quân khu lần đầu tiên có quy mô tập trung lớn nhất và toàn diện nhất từ trước tới nay. Hội thao chiến sĩ mới của quân khu 2 diễn ra với 9 nội dung, tập trung vào công tác huấn luyện và hành động của đội ngũ, trung đội trưởng, tiểu đội trưởng. Đặc biệt, hội thao chú trọng vào các nội dung trong thực hành 3 tiếng nổ của chiến sĩ mới. Bên cạnh đó, các nội dung thi cũng được mở rộng trong công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu và công tác bảo đảm chiến đấu. Công tác huấn luyện chiến sĩ mới năm 2023 được huấn luyện toàn diện, đồng bộ trên cơ sở chỉ thị của Tư lệnh quân khu. Năm nay là yêu cầu rất cao về công tác hội thao, đó là toàn diện về các nội dung. Ngoài những nội dung tiến hành hội thao thường xuyên qua các năm như bắn súng, ném lựu đạn, đánh thuốc nổ, thì năm nay còn tổ chức hội thao các nội dung như chính trị, hậu cần, kỹ thuật, công sự ngụy trang. Nét mới trong hội thao năm nay là nội dung không thông báo trước, tức là các đơn vị sẽ bốc thăm ngẫu nhiên để thực hiện các nội dung thi.
Vì vậy, các đơn vị phải huấn luyện toàn diện các nội dung cho chiến sĩ mới, tránh tình trạng chỉ bồi dưỡng tập trung vào lực lượng tham gia hội thao. Trên cơ sở quân khu năm nay tổ chức cái hội thao chiến sĩ mới cấp quân khu thì gần như là mẫu để cho các đơn vị là tham quan và tham gia cái hội thao chiến sĩ mới của quân khu. Trên cơ sở đó thì các đơn vị tổ chức là nghiên cứu áp dụng linh hoạt vào cái hội thao chiến sĩ mới của cấp mình để làm sao cái chất lượng là hội thao hội thi nó có tính thống nhất cao trong toàn bộ lực lượng vũ trang quân khu 2. Là một trong những đơn vị tham gia hội thao, đồng thời cũng là đơn vị đăng cai hội thao, Trung đoàn 148 đã tập trung làm tốt mọi công tác chuẩn bị. Đơn vị đã tập trung xây dựng hệ thống thao trường, bãi tập, chuẩn bị chu đáo các vị trí diễn ra hội thao. Cùng với đó là nỗ lực luyện tập của cán bộ, chiến sĩ ở tất cả các nội dung theo quy định, với quyết tâm rất cao. Xác định đây là nhiệm vụ quan trọng, khó khăn do phạm vi công tác bảo đảm lớn, rộng, nhiều công việc. Do vậy, chúng tôi đã phát huy cái nội lực cũng như là toàn lực của trung đoàn trong công tác chuẩn bị, xây dựng kế hoạch, làm công tác chuẩn bị cho hội thao chiến sĩ mới, triển khai cho các đơn vị, tổ chức chuẩn bị chu đáo, đầy đủ, toàn diện các nội dung phục vụ cho hội thao. Mặc dù thời tiết những ngày này nắng nóng gay gắt, nhưng cán bộ chiến sĩ các đơn vị vẫn tích cực, hăng say luyện tập để tham gia hội thao, khẳng định kết quả sau 3 tháng đầu quân ngũ. Với tinh thần trách nhiệm cao, đoàn kết, học hỏi lẫn nhau, tích cực chủ động khắc phục khó khăn, cán bộ chiến sĩ các đơn vị đã sôi nổi tranh tài và hoàn thành xuất sắc các nội dung. Tôi phải nắm chắc yếu lĩnh động tác, miệt mài luyện tập trong hội thao, bình tĩnh, tự tin và quyết tâm giành lấy kết quả cao nhất. Kết quả hội thao là cơ sở để các đơn vị địa phương của lực lượng vũ trang quân khu 2 tổ chức rút kinh nghiệm những điểm còn hạn chế, từ đó kịp thời bồi dưỡng, tập huấn cho đội ngũ cán bộ, nâng cao chất lượng huấn luyện. Theo kế hoạch, ngày 24 tháng 5 tới đây, quân khu 2 tiếp tục tổ chức hội thao của cụm 2 tại trung đoàn 82, sư đoàn 355. Từ ngày 14 đến ngày 19 tháng 5, thì các đồn biên phòng thuộc Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lai Châu phối hợp với các xã biên giới đã trao tặng gần 6.500 cờ Tổ quốc và gần 6.500 ảnh Bác Hồ cho các hộ gia đình ở khu vực biên giới thuộc 81 bản giáp biên của 22 xã đứng chân trên địa bàn 4 huyện Phong Thổ, Nậm Nhùn, Sìn Hồ, Mường Tè của tỉnh Lai Châu. Việc trao tặng cờ Tổ quốc và ảnh Bác Hồ của Bộ đội Biên phòng tỉnh Lai Châu cho các hộ gia đình khu vực biên giới là hoạt động rất ý nghĩa, có tính giáo dục cao nhằm động viên khích lệ quần chúng tiếp tục phát huy truyền thống yêu nước, tham gia bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới. Đồng thời giáo dục bồi dưỡng nâng cao tinh thần yêu nước, tình cảm cách mạng, lòng biết ơn sâu sắc của nhân dân đối với Đảng và Bác Hồ. Những năm qua, sự yêu thương, đùm bọc, chia sẻ, giúp đỡ, phối hợp giữa Bộ đội Biên phòng với các cấp ủy, chính quyền và nhân dân tỉnh Lai Châu đã phát huy hiệu quả, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ xây dựng, quản lý và bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia. Khắc ghi lời Bác Hồ dạy, quân với dân như cá với nước, Bộ đội Biên phòng tỉnh Lai Châu đã và đang có nhiều hoạt động dân vận ý nghĩa thiết thực, xây dựng thế trận biên phòng toàn dân vững chắc nơi biên giới.